anh hãy rộng lượng thư tha, vì chuyện xảy ra bất ngờ làm cho Trang không kịp nghĩ suy thốt ra những lời làm cho anh đau khổ. Chớ Trang phải đâu là kẻ giống thề bối ước nở đang tâm một mạch hai lòng. Dù sao tình nghĩa vợ chồng cũng đã mặn nồng, anh hãy nghe tôi mà quên đi tất cả, để hạnh phúc hai người tồn tại mãi với thời gian. Tình yêu nào mà không gặp hoàn cảnh trái ngang, hạnh phúc nào mà không gặp chông gai trở ngại. Nhường cho tôi thay Trang nói lời xin lỗi để cuộc tình hai em không đứt đoạn giữa đường. Không có gì đâu. Tôi xin cảm ơn. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay, đã đến giúp đỡ và chúc mừng Trang sang mắt. Dương Ba, Dương Ba! Anh Hoàng, anh Hoàng! Vậy cậu? Tôi không thấy đói chị Mười à. Cậu cứ bỏ ăn uống hoài, rủi bệnh thì sao? Tôi cố nuốt mà nuốt không có trôi, biết làm sao đây hả chị? Đêm nào tôi cũng thấy cậu ngồi thơ thẩn có một mình, rồi cậu ôm đầu, cậu bóp trán, cậu thở dài. Tôi thiệt vô cùng chua xót. Tội gì, tội gì mà phải hành xác như vậy hả cậu? Từ ngày mà bà xã tôi sáng mắt cho tới nay đã hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng trôi qua, tôi sống trong âm thầm đau khổ. Mỗi khi mà đối diện với nàng, tôi cảm thấy như trong lạnh cô đơn. Có những đêm tôi giật mình bởi tiếng thét từ phòng nàng vọng ra, nghe hải hùng đầy khiếp đảm. Làm sao tôi liền chạy vào xe, nàng đang nằm mơ. Thấy tôi nàng hoảng sợ ôm đầu thét lên giống như một kẻ điên buồn. Tôi bàng hoàng hiểu ra sự tình, vì gương mặt tôi ám ảnh nàng hải kinh. Cậu Ba ơi, chuyện đời đâu có gì lạ, hơi sức đâu mà cậu buồn. Rồi cậu ôm đầu bóp trán thở ra, tôi hiểu tâm trạng đau khổ của cậu, chẳng khác nào là tâm trạng của tôi. Khi ông chồng tôi đem lòng phụ bạc theo vợ bé mà bỏ mẹ con tôi.
Nhưng cậu ơi, nỗi đau nào rồi cũng theo thời gian đi vào quên lãng. Phải chi ngày ấy cậu nghe lời cô hai thì ngày nay cậu đâu có khó xử như thế này, phải không cậu? Lương tâm người chồng không cho phép tôi ích kỷ hẹp hòi như vậy chị à. Hiện nay tôi biết tâm trạng của mợ ba cũng chẳng khác nào con thuyền giữa biển trời giống bão, chờ một cơn sóng dữ là chìm xuống vực sâu. Biết vậy nhưng tôi hoàn toàn bất lực chị Mười. Cậu ba, cậu ba ơi, cậu nên nghĩ suy, tìm cách kéo lôi mợ ba, đừng để mợ ba ngã xuống khổ sâu. Chỉ hiểu giùm cho tôi đâu muốn vợ tôi phải tuyệt vọng, nhưng biết làm sao bây giờ. Xin cậu đừng có nản lòng, rồi sẽ có ngày tan ánh mây đen. Chị Mười ơi, tôi rất là khổ tâm mà. Khi thấy vợ tôi đang sống khổ sầu, né qua lại úa tàn, thì lý gì cho nàng yên lòng xa tôi. Cậu ba, ba ơi, cậu đã chấp sinh để sẵn, có lý do gì mà cậu đòi lý gì mà cho đành. Cậu ơi, cậu nên để cho mợ có thời gian nuôi lại lòng mình. Còn yêu cậu hay tình đã nguội lạnh, để đo lường lòng mà chung thủy thu mợ ba. Vì người con gái nào khi tuổi tròn trắng cũng đều mơ ước được sống với người chồng lý tương. Vì là đàn bà tôi rất hiểu điều đó, cậu hãy nghe tôi đừng tính chuyện chia lìa. Chị Mười à, tôi có muốn vậy đâu, vì tôi là người thời chiến tranh. Xin cậu đừng nên thốt ra lời khổ đau trách chi ông trời. Tôi biết mình xấu trai nên mới đi cưới cô vợ mù. Cậu tưởng làm như vậy là cậu sẽ có hạnh phúc, nhưng rất tiếc tôi không học được chữ ngờ. Tình xưa nay đã đi qua, làm sao giữ lại mối tình thiết tha. Âm thầm đổ giọt mưa ngâu, vì tôi vì tật nên tình đấu cho mình. Xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tôi không nên chen vào chuyện gia đình của cậu, nhưng tại vì tôi thấy cậu đau khổ suốt ngày đêm, tôi chịu không nổi. Từ nãy giờ nếu tôi có nói điều gì không phải, tôi xin cậu bỏ qua cho. Những lời khuyên chân thành của chị làm tôi xúc động vô cùng. Tôi cảm ơn chị không hết. Lẽ nào tôi lại trách hờn chị? Cậu ơi, đêm đã khuya rồi, cậu nên đi nghỉ sớm đi, để còn làm việc nữa chứ.
Nếu thức đêm hoài vậy á, tôi e sức khỏe của cậu hao mòn, sẽ có hại về sau nghe cậu. Cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi. Thôi, chị vào ngủ trước đi. Khi nào mà tôi cảm thấy mòn mỏi rồi, tôi sẽ đi ngủ mà. Đi đi chị. Trang à, từ ngày em sáng mắt đến nay, chị thấy sức khỏe của em có phần mệt mỏi đó. Nếu mà sống hoài cái tình trạng này thì chị e không sớm thì muộn, nguy hiểm cho bản thân em lắm đó. Em cũng biết, sống bê tha trác táng là phụ lòng thương yêu lo lắng của chị và anh. Nhưng em biết làm sao hơn. Phải chi anh ấy đừng chữa mắt cho em thì ngày nay em đâu lỡ khóc lỡ cười như vậy. Chữa mắt cho em, Dượng Ba phải tranh đấu bản thân đầy gai go và thử thách. Nếu như Dượng Ba có ý nghĩ như em á thì em sẽ cho Dượng ấy là ích kỷ hẹp hòi, không nghĩ đến tương lai của em. Nhưng rồi tương lai ở đâu em không thấy, mà chỉ thấy cả một bầu trời đen tối đang phủ trùm lên hạnh phúc của em. Em nói vậy sao phải, quý nhau là ở tấm lòng, mà tấm lòng thì Dượng Ba đã thể hiện rõ nét cho em thấy rồi đó. Em biết anh ấy thương em, quý em mới lo chữa mắt cho em như vậy. Nhưng mà chung quanh ta đâu phải màu hồng tất cả, chỉ tại em sống mộng mơ, rồi khi chạm phải thực tế cái em đâm ra thất vọng. Sống không tương lai, không hạnh phúc, thà chết còn sướng hơn nữa. Trang à, em đừng có quá bi quan mà làm cho chị vô cùng lo sợ á. Trước khi ba má nhắm mắt lìa đời, đã có lời trăn trối bảo chị phải săn sóc và dạy dỗ em cho đến lúc nên người. Lời trối trăn chỉ còn ghi nhớ mãi, tận đáy lòng chị không bao giờ quên được. Thì tại sao hôm nay em lại nói lời chia ly? Em không thương chị cũng phải nghĩ đến linh hồn của ma bà. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Một lòng thờ mẹ sinh cha cho tròn chữ yêu mới là đạo con. Mang nặng đẻ đau công lao của má, làm sao em quên được. Dưỡng dục sanh thành ơn của ba em có phụ đâu. Những kiếp sống con người, có sanh thì có tử chị ơi. Tử sanh sanh tử là điều không thể nào tránh được. Em có chết đi cũng do định số đã an bài. Thằng khóc khóc thằng em cũng không sống mãi với chị đâu. Nhưng mà Trang, em không thể bỏ chị mà đi được. Chị hai,
nói là nói vậy. Chờ em có chết được đâu. Nếu em cố tranh đấu với bản thân thì em sẽ có hạnh phúc, vì hạnh phúc ở quanh ta chứ không đâu xa. Trang à, em đừng có thả mồi bắt bóng. Bóng bắt không được mà mồi cũng không còn, chừng đó em hối hận thì muộn rồi đó. Trong họ xứng đôi vừa lứa. Cảm ơn anh Thành đã cho Trang một đêm vui. Có gì đâu, Trang buồn anh có bổn phận an ủi. Tại sao Trang phải cảm ơn như vậy? Đèn trong nhà còn sáng, chắc anh Hoàng còn thức chờ Trang đó. Trang vào đi, kẻo anh ấy đợi. Anh chúc Trang ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Tạm biệt Trang nhé. Tạm biệt. Mợ đi chơi mới về đó hả mợ? Anh Hoàng còn thức hả chị? Dạ, đêm nào cậu cũng thức tới 3-4 giờ sáng mới thiếp đi trên bàn viết á. Chị đóng cửa giùm em. Dạ. Em mới về đó hả? Dạ. Trang, anh có chút việc muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Em lại hút thuốc uống rượu nữa phải không? Em có biết rượu và thuốc lá sẽ đưa em về đâu không? Về với ba tức đức chứ về đâu anh? Biết vậy sao em còn làm bạn với chúng nó? Không làm bạn với nó thì em biết làm bạn với ai đây? Trang à, đêm nay anh muốn nói chuyện với em thật nhiều, để rồi không còn dịp để nói nữa. Lời nói của anh như trăng trối, như có cái gì đang đè nặng tim em. Em hãy nhìn tấm hình treo trên tường kia đi. Để làm gì vậy anh? Để biết nó là ai mà ngày đêm anh đốt hương nghi ngút. Ai vậy anh? Đang sống hay đã chết? Nó hiện tại còn sống, nhưng với anh thì nó đã chết lâu rồi. Chết từ khi nó bị tai nạn khủng khiếp, gương mặt không còn đẹp như xưa. Tai nạn sao quá nhẫn tâm, gây cho nó đau khổ. Lúc đó nó muốn chết đi cho rồi, nhưng nó tự an ủi mình: nỗi đau này đâu phải riêng mình. Kém may mắn mà thương tích, nhưng còn biết bao người tàn tật không nhiều mà vẫn tiếp tục cuộc đời không có một lời quán than. Sao bỗng nhiên anh nói với em chuyện này, để làm gì em chưa hiểu ý anh. Trang ơi, vì tấm hình kia chính là Liễu Triệu Hoàng nè. Là anh mà anh đã khai tư để quên bao nỗi đau buồn. Ôi chiến tranh bạo tàn gây bao tai
làm cuộc đời anh phải khổ đau. Nhưng biết nói sao bây giờ khi đời đã dành cho anh. Giờ thì em đã hiểu rồi chứ gì. Trang, em hãy tha thứ cho anh đi. Trang à, em hãy để cho anh định liệu vuông tròn. Khi tim anh buốt lạnh nào để đớn đau. Ôi hạnh phúc dội tàn. Không, không, anh Hoàng, xin anh hãy tha thứ cho em. Em không có lỗi gì hết. Người con gái nào khi lớn lên cũng mong có người chồng lý tưởng. Nhưng rất tiếc Liêu Triều Vĩ đã chết lâu rồi. Chỉ còn lại một Liêu Triều Hoàng với tâm thân tàn tàn. Không thể đem hạnh phúc cho mọi nơi để tìm làng quên nỗi sầu. Bơ ly rượu đắng men cay bên khói thuốc suốt đêm thâu. Phải chi anh biết như vậy. Thà đừng đừng có chung sống cùng nhau. Mọi việc tại em gây ra nỗi ưu sầu. Vì không tranh đâu được bản thân. Chứ phải đâu anh là người phụ bạc tình em. Trời ơi, nếu em đừng sáng mất lời thì ngày nay anh đâu có xử như vậy. Ôi con tàu kêu cứ cầu nỡ nào đi sầu cho nhau. Em ơi, có lẽ là định mệnh đã dành cho chúng ta chỉ một năm hành. Rồi sau đó bắt phải chia ly. Kẻ ở người đi thì tiếc làm chỉ cho thêm cay đắng trong lòng. Thôi thì ta nên chấp nhận số phận cho rồi. Tuổi còn trẻ, em lo gì không tìm được hạnh phúc. 25 tuổi đời, còn nhiều mộng đẹp lắm Trang ơi. Chuyện tình đôi ta kết thúc buồn thế sao anh. Em nghe lành lành như tim đang rỉ mơ. Thà như vậy còn hơn mang sầu giang cổ. Sau này anh Hoàng, anh nhất định phải chia tay. Buồn làm sao đời em quá cô. Muốn nói yêu anh sao lòng cứ đau. Tình thương vắng bóng anh còn ai để trọn đời. Buồn mà chi hãy ngừng lại đây. Duyên kiếp ta còn đâu. Bởi số trời nay đã định
cắt tình ta sau một năm dài ai ân mặn nồng ôi nghe đắng bờ môi thấy cay giọt lệ em khóc cho ai hay khóc cho mình không em khóc đây là khóc cho mình sao mà ngắn quá chỉ một năm trời rồi đứt đoạn lìa tan nếu còn yêu em thì xin anh chậm lại để em hỏi tim mình có chịu nổi khổ đau ta hãy xem nhau như chưa một lần chung sống và cũng như chưa một lần quen biết với nhau. Anh Hoàng, thôi em đừng lưu luyến làm chi nữa, em hãy để cho anh đủ can đảm trốn chạy một tình yêu, một tình yêu sớm nở tối tàn như loại hoa dại bị nắng mưa dùi dập. Trời ơi, sáng mắt đi làm gì khi tình yêu vỗ cánh bay đi? Không, em phải hủy diệt đôi mắt này mới được. Trang, đừng, em đừng làm như vậy. Anh Hoàng, anh yêu em. Anh Hoàng, nhưng dù cho em có hủy diệt đôi mắt để không nhìn thấy anh, nhưng gương mặt ghê tởm của anh không làm sao xóa mờ trong trí nhớ của em đâu. Hoàng ơi, vậy em phải làm gì? Em phải làm gì đi để kéo tình yêu trở lại, để sống cùng anh cho trọn nghĩa vợ chồng? Anh Hoàng, đã trễ rồi, trễ rồi em ơi, trễ rồi, không còn nữa đâu, không còn nữa đâu. Hết rồi. Anh Thành, chắc anh đã nghe tôi và Trang ly dị rồi chứ? Tôi có nghe Trang nói lại, nhưng mà tại sao anh có quyết định vội vàng như vậy? Không vội vàng đâu anh. 3 tháng trôi qua, tôi đã chứng kiến nỗi khổ tâm của Trang khi đối diện với tôi. Anh Hoàng, tại sao anh không cho Trang có thời gian vì sự đột ngột vừa xảy ra? Phải để cho Trang quen dần với cuộc sống hiện tại chứ. Cho dù Trang cố gắng sống với tôi thì chúng tôi cũng không có hạnh phúc đâu. Và vì lẽ đó mà anh quyết định ly dị Trang phải không? Phải, để Trang sống những ngày hạnh phúc còn lại. Vậy thì hôm nay anh đến đây tìm tôi với ý định gì? Hôm nay tôi đến đây là để yêu cầu anh. Mà yêu cầu chuyện gì vậy anh? Yêu cầu anh giúp cho tôi một điều, là cùng với Trang đến duyên chồng vợ. Nếu như anh làm như vậy thì tôi ở đây mới yên lòng.
Anh nghĩ sao mà nhờ tôi việc này, tôi với Trang chỉ là bạn mà thôi. Anh Thành, anh hãy bình tĩnh lại. Anh hãy nghe tôi nói đây. Anh đừng nghĩ làm lời yêu cầu của tôi. Tôi không có ý xấu đối với anh đâu. Tôi yêu cầu chỉ vì tôi muốn cho Trang có hạnh phúc. Chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho Trang mà thôi. Trang à, gì đó chị, sự việc đã như vậy rồi, dù em có buồn đau khổ sở thì cũng không làm sao cứu vãn lại được như xưa. Chén nước đã đổ thì không thể nào hốt lại đầy đâu em à. Em cố nghe lời chị mà tranh đấu với bản thân để vui sống với anh Hoàng. Dù mấy tháng nay em có làm cho anh Hoàng đau khổ, nhưng cuối cùng thì anh ấy Dưỡng Ba ly dị em là muốn cho em có hạnh phúc, chứ trong lòng Dưỡng Ba có vui sướng gì đâu. Ai bắt anh ấy phải hy sinh như vậy trong khi anh còn yêu em? Dưỡng Ba đáng trọng là ở chỗ đó. Em đừng để sự hy sinh của Dưỡng Ba trở thành là vô nghĩa. Chị nói vậy là sao? Em còn trẻ lại đẹp, tương lai hạnh phúc còn dài, thì dạy gì sống trong cô đơn cho mai một cuộc đời. Ý chị muốn em bước thêm bước nữa chứ gì? Ý của chị cũng là ý của Dưỡng Ba đó. Vậy em phải bước thêm bước nữa với ai đây? Chị thấy cậu Thành vẫn còn yêu thương em tha thiết, chỉ tại cậu ấy không nói ra thôi. Thành chỉ là một người bạn tốt, chứ không thể là người chồng tốt như anh Hoàng đâu chị hai. Nhưng dù sao thì cậu ấy với em cũng có một thời yêu nhau mà. Đó là tình yêu mơ mộng của tuổi học trò, yêu để mà yêu, chứ không hề suy nghĩ đến tương lai và hạnh phúc. Nhưng chị thấy gần đây á, cậu ấy đã tận tình lo lắng cho em. Không, đó chỉ là lòng thương hại của anh ấy mà thôi. Rồi không lẽ suốt đời em cứ mãi sống với kỷ niệm tình buồn này sao? Em tin thời gian sẽ làm cho em quen dần cuộc sống, hạnh phúc quay về không xa lắm với chúng em. Nhưng mà em đợi đến bao giờ? Đợi đến ngày răng long tóc bạc, hay là xuôi tay nằm yên với ba tấc đất chứ? Nếu em sống được như vậy thì tốt chứ có sao đâu chị hai. Thiệt là đến giờ phút này chị không hiểu được em nữa đó. Dạ, chào chị. Chào cậu. Anh Trác đâu vắng vậy chị? Anh ấy đi làm chưa có về. À, cậu ngồi nói chuyện với Trang, tôi có công việc cần đi một chút á. Chị cứ tự nhiên. Trang ơi, Trang bớt bệnh chưa Trang? Cảm ơn anh, Trang đã khỏe nhiều lắm rồi. Trang ăn xá lị hay là cam, anh gọt cho Trang ăn nha. Cảm ơn, để chút nữa em mới ăn. Trang à, hôm qua anh Hoàng có đến khách sạn để tìm anh và nói chuyện ly dị của hai người khiến anh bàng hoàng. Trước sự việc vừa xảy ra, tại sao hai người lại phải ly hôn? Tình nghĩa vợ chồng đâu phải một sớm một chiều mà thay đổi đâu Trang. Đó là ý của anh, em đành chịu thôi.
hạnh phúc tình yêu mình đã tạo ra, tại sao không cố gắng giữ gìn để vỡ tan thì thật là hối tiếc. Cũng như anh tìm mãi một cuộc tình, nhưng mà tình cứ mãi tranh xa anh. Sau đó anh ấy còn nói thêm gì nữa không anh? Trước khi ra về, anh ấy còn bảo với anh là anh hứa với ảnh một lời là thay ảnh chăm sóc cho em. Rồi anh trả lời sao với anh ấy? Trời đất ơi, chuyện này một mình anh làm sao anh quyết định được, phải chờ ý kiến của Trang nữa chứ. Bởi vì Trang là người trong cuộc, chỉ có Trang mới giải quyết được mà thôi. Anh nói như vậy với ảnh đó. Rồi sau đó anh ấy buồn bã rồi chào anh ra về. Trang à, nửa tháng nữa anh về Mỹ, thì Trang có ý kiến gì theo lời yêu cầu của anh Hoàng? Anh Thành, trước ngày Trang nhận anh Hoàng làm chồng thì chúng mình có một thời yêu nhau tha thiết, nhưng hoàn cảnh trái ngang, mỗi người một để tình ta tan rã như giá tràng xe cát biển đông uổng công tháng đời nâng chờ. Từ đó cuộc tình ta như áng mây mờ, ngày anh trở lại quê nhà là ngày Trang mù đôi mắt. Trang biết thân phận mình tàn tật, có ai yêu nên Trang nhận lời Hoàng để núp bóng tùng quân, cho thân dài ngồi bị vô đùa là ngon. Tưởng cuộc đời chung số vào vùng đen, nào ngờ cuộc diễn đổi thay, Trang được sáng mắt. Trang đã trải qua một năm dài đau khổ, trách nhiệm này một phần nào cũng do anh mà ra. Tại anh bày vẽ chữa trị đôi mắt cho Trang. Trang nói đây không phải đổ lỗi cho anh, mà Trang nói để anh thông cảm. Không bao giờ dám hé môi nói lên tiếng nói yêu Trang, vì Trang là gái đã có chồng. Anh không có quyền ấp ôm một mối tình nồng, nhưng nay Trang và Hoàng đã ly dị, và cũng theo lời yêu cầu của Hoàng anh mới dám nói ra đây. Nếu còn yêu nhau thì Trang hãy lên tiếng để chúng ta nối lại mối tình ngày cũ, vì chúng ta là hai con người nửa đường, gái gánh mang tâm trạng lữ hành đi giữa xa mạc mênh mông. Cảm ơn anh còn nghĩ đến Trang, nhưng thực tình Trang chưa nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Anh Thành, chúng ta có duyên không nợ, thôi thì hẹn lại kiếp sau. Còn bây giờ anh để cho Trang được làm tròn bổn phận người vợ chung tình, dù Trang với anh ấy đã ra tòa ly dị. Trang đã quyết định như vậy thì tạm biệt Trang. Tạm biệt anh.
tới liền. Ủa, mở ba. Chị Mười, chị vẫn mạnh chứ? Dạ cảm ơn mợ, tôi vẫn mạnh. Mời mở vào nhà. Chị Mười, anh Hoàng lúc này vẫn mạnh chứ? Dạ, cậu ba độ rài ốm lắm, ít nói ít cười, lại không ăn không ngủ nữa. Trông cậu ấy tiều tụy lắm mợ à. Anh ấy còn thức hay đã ngủ rồi? Dạ, cậu ba đang gục ở trên bàn viết á, không biết ngủ hay là thức nữa. Thôi, tôi về. Ý khoan, mợ ba, mợ, mợ vào thăm cậu ba một chút đi. Mợ tới thăm cậu chắc cậu mừng lắm đó. Tôi không muốn phá giấc ngủ của anh ấy, vì giấc ngủ đối với ảnh lúc này có giá trị. Ai nhận chuông cửa vậy chị Mười? Dạ. Ê, Trang. Dạ. Ngồi đi em. Ngồi đi em. Dạ. Giờ này anh chưa ngủ sao? Giấc ngủ đến với anh khó lắm. Trang à, lúc này em ốm đó nghe Trang. Còn anh có hơn gì em đâu. Dạ, mời cậu mở uống nước. Cảm ơn, chị để đó cho tôi. Chị Mười à, khuya rồi, chị đi ngủ sớm đi. Dạ, cảm ơn cậu. Thôi xin phép cậu mợ. Em đi đâu về sẵn rồi ghé thăm anh, hay có chuyện gì không? Anh Hoàng, em muốn anh trả lời em, tại sao anh ly dị em trong khi chúng mình vẫn còn yêu nhau? Vì tương lai của anh, vì hạnh phúc của em. Anh có biết anh làm như vậy là em khổ lắm không? Rồi thời gian sẽ an ủi em, giúp cho em quên đi dĩ vãng. Nhưng thà một lần đau khổ còn hơn sẽ đau khổ suốt đời. Em biết em có lỗi với anh rất nhiều, nhưng anh cũng nên thông cảm cho em. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho em không kịp nghĩ suy, nên có những hành động nông nổi làm cho anh phải đau buồn, mặc cảm. Nếu như ở địa vị của em thì anh cũng làm như thế thôi. Nhưng ít ra anh cũng cho em có thời gian đấu tranh với bản thân, để quay về với cuộc sống mà từ lâu chúng ta đã sống. Dù cho em thành công trong việc tranh đấu với bản thân để sống với anh, nhưng anh tin, anh tin là không bao giờ có hạnh phúc. Vì... vì sao chứ? Vì nồi nào úp dung nấy mà. Câu nói này anh đã nói khi em chưa sáng mắt. Phải. Biết vậy, tại sao anh lại đồng ý chữa mắt cho em, để ôm sầu khổ vào tim? Vì anh không muốn cho chị Mai và anh Trác cho anh là thằng chồng ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình mà không nghĩ đến hạnh phúc cá nhân em. Hay nói đúng hơn, anh không muốn cho em sống mãi mãi trong bóng tối. Em có biết vì sao không? Vì sao vậy? Vì anh đang mang tâm trạng của một người dĩ tật, mặc cảm như mọi người. Anh không có muốn em có tâm trạng như anh. Anh chỉ muốn em... Anh Hoàng ơi, nếu em yêu cầu anh cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, anh có sẵn sàng chấp nhận hay không? Anh không muốn em nhỏ lòng thương hại anh. Không phải như vậy đâu. Hạnh phúc đôi ta nó đã cất cánh bay.
đừng mong quay về em ơi. Chúng ta hãy xem nhau là bạn, tình nghĩa vợ chồng đã chấm dứt lâu rồi, còn gửi lại để mà làm gì? Thì ra anh cương quyết xa em, không còn nghe chút tình năm xưa. Chén nước đã đổ hốt lại sao đây, chuyện tình mình đã qua rồi. Anh đã nói lời em biết nói lời nào nữa đây? Em đừng giận anh, định mệnh đã dành sẵn cho chúng ta. Hãy chấp nhận đừng buồn phiền mà thời gian bào mòn sức khỏe. Anh chúc cho em sống nhiều hạnh phúc bên người chồng. Em về đi. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sông nhỏ xa lìa anh, có anh đưa em về bên nơi. Em xin bằng lòng nghe tin trách chi của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Chưa dẫu rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãn ta có nhã ý tặng mình thì mình trân trọng cảm ơn. Con nhỏ Trang xuống khán phòng kia anh Tâm. Nó đi tìm ai vậy cả? Anh Thành, anh chờ Trang có lâu lắm không? Anh cũng vừa mới đến thôi. Trang ngồi đi. Cha nó hẹn với thằng Thành.
anh đến đây có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu anh. Buồn quá muốn gặp anh tâm sự cho đỡ buồn vậy mà. Mai đây anh về đi. Em tâm sự với ai? Thì chừng đó Trăng tâm sự với cỏ cây, hoa lá sương đêm. À, chừng nào anh về Mỹ? Độ một tuần nữa. Hợp rượu tan. Cuộc đời không có gì vĩnh cửu cả. Nhưng mà chúng ta còn gặp nhau. Anh không cho Trang uống cái gì cho đỡ buồn sao? Trang muốn uống gì? Rượu. Trời đất ơi, rượu đắng, rượu cay, ngon lành gì mà Trang đòi uống chứ. Nhưng Trang muốn uống đắng cay vào lòng cho quen dần cuộc sống. Để gặp đắng cay nào cũng không làm chùn bước chân Trang được. Trang còn bận hát mà. Trang hết giờ hát rồi. Anh ơi, cho tôi 2 ly mặt tem nha. Sao chỉ có 2 ly mà không là 1 chai hả anh Thành? Trang à, Trang không nên uống nhiều có hại cho sức khỏe. Nè nè, anh trùm sò với Trang vừa thôi chứ. Anh đâu có trùm sò với Trang đâu. Thôi được rồi. Anh ơi, anh đổi lại cho tôi 1 chai nha. Dạ. Đêm nay Trang uống thật say để quên đi những gì ra rứt trong lòng. Chỉ có vậy mới làm cho Trang bớt đau khổ. Ông và cô Trang cần gì nữa không? À, anh cho Trang 1 gói đinh hiu nha. Dạ. Trang, Trang hút thuốc nữa sao? Hút thuốc là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh ngạc nhiên như vậy. Nào, ta cùng ly đi anh. Ai bảo rượu đắng rượu cay hả anh? Khi sáng mắt con nhỏ Trang cũng đẹp đó chứ. Nếu nó không đẹp thì thằng Thành đâu chết mê chết mệt, và em đâu đến nỗi ghen còn da bọc xương. Câm miệng lại đi. Bây giờ anh nghe tôi ra lệnh nè. Em làm gì tức giận rầy la? Nặng nhẹ anh đủ điều. Câm mồm, anh hãy nghe đây. Nghe đây lời tôi ra lệnh. Ra lệnh? Nghe buồn cười. Em đâu phải đại ca cụ băng nhóm vô đảng vô côn, còn anh á đâu phải vô lại. Mà em lớn giọng ta đây, em nói sao không lựa lời. Em xin lỗi được không? Bây giờ em muốn anh giúp chuyện gì thì nói đại ra đi được không? Em làm như vậy á có ác lắm không? Muốn hạ địch thủ thì phải tìm đủ mọi cách để hạ chứ. Nhưng anh phải nhớ, chỉ cảnh cáo nó thôi, không được gây ra án mạng. Và với giá nào cũng không được, không được làm cho Thành bị thương dù một vết trầy nhỏ. Anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Anh Thành, chúng ta uống nữa đi anh. Trang à, uống như vậy đủ rồi. Thôi, đừng uống nữa nghe Trang, không có tốt đâu. Anh sợ Trang sai chứ gì. Mà sai càng tốt chứ có sao đâu anh. Kìa Trang, sao bỗng nhiên Trang lại khóc vậy? Trang có khóc đâu anh. Trang không khóc mà đôi mi rướm lệ. Đó là men nồng động lại đó thôi. Uống, uống với Trang đi anh. Đừng sợ đắng cay, càng cay đắng mới hiểu thế nào là đau khổ. Phải chi Trang đừng chưa mất thì hạnh phúc đâu vừa khỏi tầm tay. Bây giờ Trang hối hận biết bao.
lỗi này nào đâu phải tại nơi Trang, mà Trang hối hận suốt ngày đêm. Đành rằng không phải lỗi tại Trang, nhưng Trang cũng phải có trách nhiệm đã gây ra nỗi đau cho Hoàng, để anh ấy khổ suốt cuộc đời. Giờ đây Hoàng và Trang hai người đã ly dị với nhau, thì nói chi đến chuyện chung tình cho thêm đau đớn lòng mình. Đã đừng là như vậy, em biết anh ấy vẫn còn yêu em. Trang à, không lẽ suốt cuộc đời Trang phải chờ đợi Hoàng mãi hay sao? Anh Thành ơi, chấp nhận ly dị với người chồng đối với Trang có tình có nghĩa, biết mình vì tật mà không mất kỳ, vẫn hy sinh hạnh phúc cá nhân để cho Trang tìm lại ánh sáng muôn đời. Dù biết sẽ cô đau mà không than thở một lời, tình nghĩa ấy có ai sánh được, chỉ có kẻ giống thề mới nghĩ ân. Trang chỉ dẫn cho Trang hèn yêu bản thân, không can đảm chấp nhận những gì sai đứng. Người đáng trách chính là Trang đó, chứ dưới anh Hoàng đâu có tội tình gì. Ơi, nghe lời anh bôi xóa đau buồn cho sầu với bao nỗi đau lòng, cho đời em điên tô nụ hồng. Anh khuyên đời em nay đã tím màu vàng, địa ngục trần gian. Trang ơi, tội tình chi mà Trang phải hành hạ xác thân cho phai tàn hương sắc. Trang hãy can đảm mà giành lấy tương lai, để không mai một tuổi xuân thì. Anh khuyên Trang đừng tự làm khổ đời mình. Làm khổ mình tức là làm khổ anh ấy. Đắng cay này đâu phải mình hoàn riêng mang. Trang không đủ can đảm dứt tình chồng vợ, cứ mãi sống đau buồn sẽ có lợi cho ai. Thà một lần đau mà cả hai không còn đau nữa, lời khuyên chân tình xin đừng hy quấy cho anh. Trời, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng thôi, đừng nhắc đến chuyện tình buồn của Trang nữa. Uống đi anh. Trang à, uống như vậy là quá nhiều rồi, Trang đừng có uống nữa. Thôi, đã khuya lắm rồi, mình về đi Trang. Sao lại về khi rượu chưa cạn chai mà? Bởi vì Trang đã sai rồi. Sai còn lâu,
còn lâu lắm Trang mới sai. Anh không mời Trang nhảy một bản sao? Nếu như Trang còn nhảy được. Sao lại không hả anh? Vậy thì anh xin mời Trang. Hân hạnh được nhảy với Thu Trang một bản. Xin lỗi ông, cô ấy đã sai quá rồi mà. Cô ấy sai? Sai thiệt không? Ai? Cô ấy sai sao lại muốn nhảy với ông? Còn với tôi lại không? Nè nè, vì tôi không phải là vũ nữ nha. Tôi biết cô là ca sĩ, nhưng tôi muốn nhảy với cô. Mời cô. Kìa, tại sao ông làm như vậy? Cái ông này lạ chứ. Tôi đã nói tôi không có phải là vũ nữ mà. Cái gì hứ? Mày im mồm lại đi, tao buộc mày phải nhảy bản này. Nhưng mà cổ đã sai, ông thông cảm tìm người khác mà nhảy đi. Khi tao đã bảo chớ có cưỡng lý sẽ chết. Ở vùng chợ lớn này, ai ai cũng biết tâm linh này chịu chơi. Ông nói như vậy là sao? Còn sao nữa hả? Cãi lời tao á là tao đính vào mặt á. Mày muốn không? Hả? Ông làm như nơi đây không có pháp luật vậy à? Phải. Nơi đây không có pháp luật, mày đừng có nên lộn xộn. Lộn xộn tao cho một dao, ăn dao suốt đời đau khổ. Chớ lóc tiếng mà nên nghe lời, đừng nhiều lời ấm he uổng tiếng. Rồi vào tù khổ suốt nghi kiếp, nên đi đi cho chúng tôi nhờ. Nè, tao nói là tao làm được, mày chớ có nên hù dọa. Vào tù ra khám với tao cũng như là ăn cơm hàng bữa. Chớ có đáng chi đâu mà mày dùng lời ấm he cho uổng. Dù cho là có phải thế thì tao cũng không sợ gì. Biết chưa mày? Nè, ông định hăm dọa tôi đó phải không? Tính tiền đi. Anh à, tôi khuyên anh tránh voi có xấu mặt nào. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Thôi, mình về đi Trang. Anh Thành, Trang chưa muốn về nhà bây giờ. Vậy Trang còn muốn đi đâu nữa? Trang muốn anh cùng Trang đi lang thang trên các nẻo đường thành phố, để nhìn đèn đêm nhỏ lệ khóc. Trời thương ơi, Trang không lẽ Trang cứ hành xác hoài như vậy sao? Anh Tâm, anh để thẻo con Trang xong là về ngay khách sạn cho em hay. Em sẽ dành cho anh một phần thưởng thật xứng đáng. Ok. Ok. Tạm biệt. Tạm biệt. Đứng lại. Ông muốn gì nữa đây? Muốn để thẹo vào mặt con ca sĩ cà chớn này. Dừng lại. Dừng lại. Nè 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 nè, ông không được hành động vô nhân đạo như vậy nghe chưa? Cấm miệng mày lại đi. Khốn hồn thì tránh ra, không là tao cho một dao chết đó. Tâm Đinh, mày không được đụng đến hai người này. À, thì ra thằng Trung vô diễm. Một năm trôi qua, mày vẫn còn nhớ tao chứ? Tao làm sao quên được món nợ máu mày đã nợ tao chứ? Nếu khôn hồn á thì cút khỏi nơi đây. Lần thứ hai tao sẽ không bao giờ tha mạng cho mày đâu. Mày đánh chém vào chuyện của tao là mày không toàn tất mạng. Lần này tao nhất định không bỏ cuộc, quyết cùng mày sống chết một phen. Tao nói cho mày biết, lúc trước á mày định ám hiếp Thu Trang, tao tha cho mày được sống tự do. Nhưng bản tính côn đồ của kẻ lưu manh không bao giờ biết ngồi tắm bỏ tách bất nhân. Tao phải đưa mày, tao phải đưa mày vào trại cải tạo mới xong. Còn lâu cha mới vào trại cải tạo con ơi. Được, nếu mày nhất quyết không buông tha cho Thu Trang, tao nói cho mày biết thì đừng trách tại sao tao không nói trước nghe chưa.
Anh Hoàng, hai người chạy đi. Nợ máu mình trả bằng máu. Anh Hoàng ơi, nó có da băng đó, cẩn thận. Đứa nào muốn chết như thằng Hoàng thì nào vô. Chạy đi. Anh Hoàng chết rồi. Anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng đã bị nó đâm vào ngực rồi, máu ra nhiều quá. Trời, tôi sẽ đưa anh ấy vào bệnh viện cung cấp máu lên. Taxi, taxi. Mẹ nó, hư bột hư đường hết rồi. Cái gì hư bột hư đường? Anh vừa chặn đường con Trang Tôn để thẹo nó, thì không biết từ đâu thằng Hoàng nó nhảy ra bẻ tay anh xô té nhau. Tưởng đâu anh về chầu ông bà rồi chứ. Sao nữa hả? Rồi nó nhảy tới đè anh, sẵn cầm con dao anh đâm vào bụng nó một dao. Thằng nó chết rồi hả? Có lẽ là như vậy. Trời ơi, tôi có bảo là anh giết người đâu. Anh không giết nó thì nó giết anh. Tôi chưa từng thấy thằng nào mà ngu như anh như vậy. Chị cũng xưng là dân anh chị. Đã không thưởng còn chửi nữa phải không? Thưởng hả? Thưởng cho anh cái còng số 8 á, cái án tử hình đó. Bộ dễ bắt lắm sao? Bắt được anh nó cũng trầy da tróc dễ, biết chưa? Anh làm như anh là thần thánh không bằng. Rồi bây giờ sao? Bây giờ anh định sao? Anh cần 10.000 đô làm lộ phí rời thành phố một thời gian. Bỗng nhiên lại mang rắc rối vào mình à? Nè, sao bỗng nhiên được chứ? Không có ghen tương thì làm sao có chuyện giết người chứ? Bao nhiêu đây? 5.000 đô. 5.000 đô thì làm cái chó gì trong thời buổi này chứ? Thêm 3.000 đô nữa đó, đủ chưa? Đưa mà cũng trùm xòa nữa. Thêm 2.000 đô nữa là 10.000 đô đó. Cầm đi cha. 10.000 đô này anh xài không đầy một tháng là hết. Có còn hơn không? Anh bán tự do anh vì em có 10.000 đô quá rẻ. Nè nè, rủi mà có bị bắt á, nhớ đừng có khai tùm lum nghe cha. Để con tự do ở ngoài này con lo cho cha. Ok, bye. Thành về anh phải đi ngay mới được. Tâm Linh, đứng lại, anh không chạy thoát đâu. Tôi có lệnh bắt, còng tay anh ta lại, đưa anh ta ra xe. Mở cửa, mở cửa mau, cô Trâm, mở cửa mau. Ai đó? Trời ơi, có chuyện gì mà kêu cửa ôm sòm vậy? Thành đi, mở cửa mau, mở cửa nhanh lên. Anh Thành đó hả? Chuyện gì vậy anh? Thôi đủ rồi, cô đừng đóng kịch nữa. Tôi hỏi cô, tại sao lại bày trò ác độc? Có chuyện gì xảy ra? Anh bình tĩnh nói cho em nghe. Cô không biết thật sao, hay cô muốn làm trò ảo thuật để qua mắt của tôi hòng chạy tội của cô? Trời ơi, nãy giờ anh nói cái gì? Em có hiểu gì đâu nè. Em làm trò ảo thuật gì? Anh nói rõ ra coi. Thôi đủ rồi, cô đừng có giả vờ ta đây là người lương thiện, cố giấu đầu lòi đuôi mọi việc tôi đã biết qua. Cô đây chính là người chủ mưu ám hại Thu Trang. Anh nói nghe lạ kỳ à, em mà ám hại Thu Trang hả? Vậy chứ em ám hại Thu Trang để làm chi? Anh nên suy nghĩ lại đi à. Chuyện mới gì
vừa xảy ra đây. Cô mướn dù đang tấn công người vô tội. Trời ơi! Để ám hại ca sĩ Thu Trang Mai mà anh Hoàng can thiệp để cứu Nguy. Nếu không thì Thu Trang phải suốt đời mang thương tật. Nếu không phải là cô thì còn ai vào đây để mà làm chuyện bậy. Cô nên nhận tội đi, cô không chối được đâu. Sao anh không nghĩ đến khả năng là Thu Trang bị những người ái mộ ám hại? Họ ám hại Thu Trang để làm cái gì? Để thỏa lòng ghen tức vì không được Thu Trang đáp lại tình yêu. Họ không mù quáng như cô đâu. Nói như anh, em làm chuyện này để làm gì chứ? Dễ hiểu quá. Để Thu Trang mang thẹo xấu đi, để cho tôi không còn đeo đuổi Thu Trang nữa. Nhưng mà cô Trâm, cô đã lầm rồi. Tôi với Thu Trang chỉ là bạn mà thôi. Anh Thành, tại sao anh cứ mãi buộc tội em? Trong khi suốt đêm em ngủ trong phòng mà. Bằng cớ là khi anh về đó, em còn đang ngủ mà. Cô nói dối. Trước khi bước chân vào vũ trường, tôi đã thấy cô và một thanh niên ngồi nhìn Thu Trang đang hát trên sân khấu. Anh! Và hai người còn nói nhỏ với nhau nữa. Thật quả không sai, hai người đã bàn mưu tính kế mà. Trời ơi, anh nói nghe tức cười quá à. Em không có quyền hẹn bạn trai đi vào vũ trường hay sao? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cô giấu đầu lòi đuôi rồi. Mới đây cô nói với tôi là cô không rời phòng ngủ. Bây giờ thì cô xác nhận rằng cô cũng có quyền đi với bạn trai. Thôi đủ rồi cô Trâm ơi, cô đừng có chối cãi nữa. Nhưng luôn đây tôi cũng xin báo với cô một hung tin. Tên thanh niên mà cô mướn ám hại Thu Trang đã bị công an tóm cổ về tội giết người. Mà người bị nói giết chính là anh Hoàng, chồng của ca sĩ Thu Trang đó. Anh ta bị bắt rồi sao? Cô Trâm, tất cả tội lỗi này cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Thành, anh tha cho em đi anh Thành. Cũng tại vì yêu anh mà em mù quáng. Thôi đủ rồi, cô đừng có khóc nữa. Cô nín đi. Đã làm thì phải lãnh hậu quả. Cô không trốn khỏi pháp luật đâu. Thành ơi, một phút đam mê đâm ra cuồng dại. Sau khi nghĩ lại thì chuyện đã xảy ra rồi. Người ai không một lần lầm lỗi, hối hận mới thấy mình dài mình ngu. Nhưng tình yêu là nhịp đập của đôi tim, tim không chung nhịp thì tình yêu làm sao có được. Nếu tình của em là tình tuyệt vọng thì suốt đời em còn biết yêu ai nữa. Cô Trâm, cô nói là nói như vậy nhưng mà tôi không tin là cô yêu tôi tha thiết. Anh Thành, bây giờ bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh mà hỏi lại lòng mình coi có đúng như vậy hay không. Anh Thành, em yêu anh với con tim của người con gái mới vào yêu đã lụy vì tình. Em nguyện theo anh như bóng với hình. Tiếng sét ái tình đã làm tim em ngây ngất như uống phà
phải rượu nồng chất chứa hơi men. Một thoáng đam mê ngày đêm lưu luyến, em yêu anh rồi như sống trong mơ. Một giấc mơ có nhiều mong đẹp, tình giấc mơ rồi em cứ mãi chờ mong. Anh Hoàng sắp chết rồi, tôi còn bận phải lo cho anh ấy nữa. Tôi không có thời gian ngồi nghe cô kể lể về tình yêu đâu. Anh Thành, nè, cô hãy dọn mình chờ giờ đền tội đi. Anh Thành, anh ấy có bề nào Trang sẽ ân hận suốt đời. Trang đừng có buồn nữa, anh ấy không sao đâu. Trang đừng thất vọng như vậy. Vết thương, vết thương nhẹ mà Trang. Mọi việc xảy ra cũng tại Trang tất cả. Phải chi Trang đi về thì đâu có xảy ra như vậy. Trang đừng có khóc nữa, bởi vì khóc không giải quyết được gì đâu, mà còn có hại thêm sức khỏe mà thôi. Trang ơi, Dưỡng Ba, Dưỡng Ba ra sao rồi? Chị ơi, Trang à, em đừng có quá xúc động không có nên. Bình tĩnh đi, bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện mà. Đến giờ này mà anh ấy chưa tỉnh lại, em sợ anh ấy không qua khỏi. Chị ơi ơi, nếu anh ấy có mệt thế nào, em không thể sống trên đời nữa đâu. Đừng nói thế mà chỉ phải khổ tâm, vết thương Dưỡng Ba nay mai sẽ được mắt lành. Em hãy bình tĩnh mà lo cho Dưỡng Ba, người anh mới lầm cảnh. Ôi đau đớn vô cùng, biết làm sao đây. Ai là người nhà của ông Hoàng? Dạ, dạ tôi đi. Ông ấy sao rồi bác sĩ? Vừa mới tỉnh. Anh Hoàng đã tỉnh rồi chị hai ơi. Các người vào thăm ông ấy đi. Nhưng mà anh Hoàng ơi, bác sĩ, xin bác sĩ cho tôi biết anh ấy có thoát khỏi tử thần không? Anh là chi của ông ấy vậy? Dạ thưa bác sĩ, tôi là bạn của anh ấy. Vết thương ông ấy nặng lắm, không thể sống được đâu. Trời ơi, tôi phải vào gặp mặt anh ấy lần cuối mới được. Và anh Thành đâu? Sao không thấy? Tôi đây nè Dưỡng Ba. Anh Hoàng, tôi đây, Thành đấy. Anh thấy trong người anh như thế nào rồi? Tôi như ngọn đèn trước gió, không biết lúc nào tắt đèn. Anh Hoàng, anh đừng nói như vậy mà. Hoàng, anh đừng có quá bi quan như vậy.
Bác sĩ vừa mới nói với tôi là vết thương của anh không có gì trầm trọng lắm đâu, chỉ nằm dưỡng sức ít hôm mới là sẽ khỏi ngay à. Anh đừng có ăn vô ích mà. Không ai biết bệnh tình của tôi bằng tôi đâu anh Thành à. Dương ba, Dương đừng có quá lo xa mà vết thương càng thêm trầm trọng. Hãy tỉnh dưỡng tinh thần rồi có ngày bình phục lại như xưa. Dương chớ suy nghĩ làm gì mà làm cho đáng thêm lo lắng không an. Tôi cảm ơn chị đã có lời khuyên. Vết thương ở ngực tôi bất trị rồi, nhưng mà tôi vẫn vui mà vì đã cứu Trang thoát khỏi nạn tai. Là tôi mãn nguyện yên tâm, dù có chết tôi cũng không có ân hận. Chị đừng có lo lắng cho tôi nhiều, mà chỉ cần lo cho Trang. Anh Hoàng, anh chưa có phân tâm. Hãy nằm tận dưỡng ít ngày, vết thương sẽ lành trong một ngày gần đây. Vết thương của anh là vết thương hiểm nghèo, không đâu có cơ thể mạnh lành. Cảm ơn em đã có lời an ủi anh Quang. Chị Mai, chị là người khá kính mà trọn đời tôi không quên đâu. Dương nói chỉ đến chuyện nghĩa hận mà làm cho tôi đau lòng thêm. Thu Trang ơi, anh Quang, đừng, em đừng có khóc nữa. Cho dù em có khóc đến mù đôi mắt, anh cũng không có sống được đâu. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh sắp chấp nhận sự việc nó sẽ đến. Anh Quang, anh hy sinh như vậy được gì cho anh chứ? Cứu em, anh đâu nghĩ là sẽ chết. Đó chẳng qua là định mệnh đã dành sẵn cho anh mà thôi. Anh Hoàng, từ ngày anh ly dị em, suốt đêm em lang thang, đêm mới không về, lấy bước chân âm thầm đường mình. Em đừng có khóc nữa mà. Ôi trời cao bài chi điều ngang trái để cho em buồn. Lòng anh đau đớn mãi khôn nguôi, đêm đêm thắp nhang nguyện cầu. Cầu làm gì mất em lê rơi, nhà đã ăn bài rồi đó. Con muốn kéo thời gian quay về hiện tại thì nó cũng đã trở thành dĩ vãng xa.
ơi lại để làm gì? Vì hôm nay ta gặp nhau là lần cuối, hai chục hết tâm tình để không còn dịp khổ đau. Chúng ta yêu nhau cũng vì duyên số, nhưng rồi duyên số bắt ta phải xa nhau. Trời ơi, để đêm đêm anh gục đầu khô mà khóc cho đời mình sao vô duyên bạc. Tôi thấy anh mệt lắm rồi đó. Anh đừng có nói nhiều, không có tốt đâu. Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng tôi biết không còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn nói cho hết những gì mà tôi muốn nói với Trang. Dũng ba, vết thương của Dương còn nhiều hy vọng. Dương đừng bi quan mà hãy đến tinh thần. Chị Mai ơi, chị đừng an ủi tôi mà làm gì. Trong người tôi hiện giờ còn sót lại một con tim, nhưng cũng đã rỉ máu từ lâu. Chỉ để cho tôi chút can nỗi niềm, vì thần chết không chờ tôi lâu hơn nữa. Không lẽ hôm nay ta gặp nhau là lần cuối, để rồi suốt đời vĩnh viễn rời xa. Là giấc ngủ dài không mộng mị, là thoát khỏi bao điều đau khổ trong lòng. Có gì đâu mà em phải sợ chứ? Anh đâu có biết, có những đêm đi hát về, ghé bước qua nhà, ngôi nhà mà anh cho em biết bao hạnh phúc, đứng ngoài đường nhìn lên cửa sổ thấy anh đèn đang sáng, em biết anh còn thức, nhưng không biết anh đang làm gì và đang nghĩ gì. Thế rồi em lặng lẽ bước chân quay về xóm cũ với tâm trạng buồn đè nặng tim em. Anh mỗi khi anh nôn nao chờ thành phố lên đèn, đến vũ trường nhìn mặt em và để nghe em hát, rồi âm thầm gửi tặng em những bó hoa hồng. Hoàng ơi, chúng mình còn yêu nhau tha thiết lắm Hoàng ơi. Trời, anh Hoàng, nhưng bây giờ thì đã muộn lắm rồi. Không, chưa muộn đâu anh. Chúng ta còn thời gian hàn gắn lại cuộc tình gian dở mà, và ngôi nhà xinh đẹp kia lại rạng rỡ những nụ cười. Muộn lắm rồi. Không, không đâu anh Hoàng ơi. Anh Thành ơi, Tôi đừng ở bên cạnh của anh đây. Trước khi tôi nhắm mắt lìa đời, tôi chỉ có một yêu cầu. Được rồi, anh cứ nói đi. Anh
hại tôi, đem hạnh phúc lại cho Trang. Tôi anh hứa đi, anh hứa giúp tôi đi. Vâng, tôi thế là tôi mãn nguyện. Anh Hoàng ơi, em ở để cho Hoàng. Và cứ thế, thời gian trôi mãi không ngừng. Tóc Trang bây giờ đã bạc trắng mái đầu. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lấy, gồm nhớ thương xưa tình cổ liêu, ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây, cung vương xưa chốn này nhặt hoa tím rụng cài lên. Vào lòng đất lạnh để nằm cạnh mộ chồng cho tròn câu ước nguyện. Đoạn cuối chuyện tình người vợ mình là như thế đó.